Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 134. Chương 1331, Hải Thần Phù Hộ 2. Lúc này Tương Hải Hoa cũng đang nghe thủ hạ báo cáo tình hình đó. Chạy mất rồi, chạy thoát ngay phía dưới mí mắt của chúng ta sao? Không biết biến mất như thế nào, các ngươi ăn kiểu gì vậy? Nghe xong báo cáo, Tương Hải Hoa rõ ràng rất bất mãn. Thủ hạ của cô ta vẻ mặt bối rối nói, các chủ, chúng ta thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng người đó quả thực không đơn giản. Hơn nữa kẻ đó cũng biết rất rõ hoàn cảnh trên đảo, người không quen thuộc sẽ không thể cắt đuôi chúng ta một cách bài bản như vậy. Phụ nhân mập mạp trắng trẻo ở một bên hỏi, ý của ngươi là, người khoác áo choàng đó không phải từ nơi khác mới tới, mà là người trên đảo. Gã thủ hạ đáp, ít nhất cũng là hiểu biết đầy đủ về hoàn cảnh địa hình khu vực này. Sau khi phát hiện ra có điều khác thường, rõ ràng không chỉ có nhóm người của chúng ta truy đuổi theo, rất nhiều người cũng đã hành động. Không biết các phương khác có bám theo được hay không? Phụ nhân mập mạp trắng trẻo nói với Tương Hải Hoa, đại nghiệp ti tai thính mắt tinh, các chủ không ngại đến hỏi thăm hướng đại hành tẩu thử xem. Tương Hải Hoa vừa mới gật đầu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, có người tiến vào cấp báo, các chủ, Bạch tiên sinh rời phòng rồi. Tương Hải Hoa ngẩn ra, vội hỏi, lại để mất dấu sao? Người này vội xua tay giải thích, không phải, không phải. Lần này Bạch tiên sinh cần một chiếc xe để đi, nói là ra ngoài hít thở không khí, muốn đi dạo quanh đảo một chút. Tương Hải Hoa và phụ nhân ở bên cạnh nhìn nhau không nói gì. Quẹo trái. Tiểu sư thúc ngồi trong xe nhắm mắt tập trung tinh thần, rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể chỉ đường chính xác mỗi khi gặp giao lộ. Trên đường đi, Sa Phu vẫn luôn tuân theo chỉ dẫn của tiểu sư thúc, lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải. Chỉ là cách lựa chọn đường đi này có đôi khi khiến gã Sa Phu không hiểu ra sao, thỉnh thoảng có đại lộ lại không đi, cứ muốn chui vào trong đường nhỏ. Khi chiếc xe chở thanh y phụ nhân tiến vào cổng tường viện Bàng Thị Thương Hội không bao lâu, chiếc xe của tiểu sư thúc đi tắt chặn đường cũng đi ngang qua trước cổng. Tiểu sư thúc mở mắt ra, biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của mục tiêu. Y nhấc tay vạch mở rèm che đảo mắt nhìn qua bên ngoài, nhìn thấy tên bảng hiệu Bàng Thị Thương Hội, ngay lập tức bảo Sa Phu đánh xe đến đường phố gần đó. Vì để thuận tiện cho việc vận chuyển, Bàng Thị Thương Hội tọa lạc tại ven biển. Chiếc xe chở tiểu sư thúc vòng ra phía sau Bàng Thị Thương Hội, rồi dừng lại tại một nơi cách một cái quảng trường. Y xuống xe, tìm một tửu lâu có khung cảnh đẹp, lên lầu ngồi bên cạnh cửa sổ. Ngồi một mình nhìn hoa tươi nhiệt đới đặt bên ngoài cửa sổ. Người và hoa tôn nhau lên, nửa nhau nửa tỉnh nhâm nhi rượu. Sở dĩ y phải đích thân chạy đến nơi này là bởi vì thính tự quyết ít nhiều có bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nghe lén để có thể nắm giữ rõ ràng tình. Thế, y cố ý chạy đến đây để điều tra. Trở về đến thương hội, thanh y phụ nhân đương nhiên liền trước tiên cho biết Bàng Vô Tranh đang đợi bà ta. Bà ta cũng biết sự việc phát triển thành như vậy, Bàng Vô Tranh nhất định đang rất sốt ruột. Sở dĩ bà ta không có lập tức trở về nói chuyện trước là bởi vì chính bà ta càng nóng lòng hơn, bà ta rất nôn nóng làm rõ thân phận của trùng nhi. Sau khi thất thủ tại bên ngoài cung thành Hải Đô, vừa chuẩn bị sẵn sàng xong bà ta liền đến Chi Hải Các, nơi trùng nhi ở để chờ sẵn. Tại tiểu đình viện bên trong thương hội, Bàng Vô Tranh đang sốt ruột đi qua đi lại trong sảnh vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, liền lập tức chạy đến cửa vào nhìn xung quanh. Nhìn thấy thanh y phụ nhân vội vã trở về, nhìn thấy bà ta vẫn còn có thể trở về, liền biết không có vấn đề gì lớn, thở phào nhẹ nhõm, đã có thể yên tâm rồi. Gặp mặt dưới mái hiên, lão ta hỏi ngắn gọn, không sao chứ. Thanh y phụ nhân lắc đầu, trên mặt không biểu lộ điều gì, đi thẳng vào trong phòng. Bàng Vô Tranh nhìn quanh bên ngoài, rồi nhanh chóng đi vào trong, đóng cửa lại. Sau đó rất nhanh đến bên cạnh thanh y phụ nhân đang đứng đó trầm mặc, trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không thực hiện theo kế hoạch, bắt tên Lâm Long đó đi. Ngươi nghìn vạn lần đừng nói với ta là thực lực ngươi không đủ, không thể bắt người đem đi. Ta đã đến hiện trường, kế hoạch của chúng ta không có vấn đề gì, trong tình huống lúc đó, ngươi hoàn toàn có cơ hội đưa người đi, vì sao lại không làm theo kế hoạch. Thanh y phụ nhân đột nhiên bật khóc ra, đột nhiên giang tay ôm lấy lão ta, tựa vào người lão ta mà khóc, là tiểu cầu nhi, nó chưa chết. Tiểu cầu nhi chưa chết, nó còn sống. Nữ vương linh thiêng trên trời che chở, nó vẫn sống rất tốt, ô ô,
Bàng Vô Tranh sửng sốt một lúc, sau đó dùng sức đẩy bà ta ra, giữ hai vai bà ta, hỏi, ngươi nói là nữ nhi của Diệp Khuynh Lam vẫn còn sống ư? Hồ phách tộc lênh đênh trên biển không có họ khác, tất cả đều có họ chung là họ Diệp. Diệp Khuynh Lam chính là nữ vương cuối cùng của hồ phách tộc trước khi sụp đổ, thực sự là một nữ nhân quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc một đời, được mọi người khen ngợi là người con gái của biển cả. Thanh y phụ nhân nghẹn ngào gật đầu, thần sắc Bàng Vô Tranh có chút ngỡ ngàng, trong vô thức nhớ lại tình cảnh gặp được trùng nhi tại trong cung thành, lúc đó lão ta cảm thấy tiểu tử này quá dễ nhìn. Cảm thấy có chút quen mặt, lúc này mơ hồ nhận ra điều gì đó, hỏi dò, ngươi sẽ không nói rằng Lâm Long đó chính là nữ nhi của Diệp Khuynh Lam chứ? Thanh y phụ nhân gật đầu trong nước mắt, lúc đó đưa nó chạy trốn, ta thực sự không muốn bỏ nó lại, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Tương La Sách và Ngụy Hoàn, hai cao thủ cao huyền liên thủ truy sát không buông, một mực đuổi theo không bỏ. Ta tưởng rằng mình đã chết, ta thực sự không ngờ ngươi lại đuổi theo cứu ta. Lúc đó, vì để đánh lạc hướng bọn họ, ta mới để cho tiểu cầu nhi tự mình chạy trốn, nó vẫn còn nhỏ như vậy. Sau này không tìm thấy nó, ta thật sự rất hối hận. Cha của nó huyết tẩy hổ phách hải chỉ vì muốn giành lại nó chứ không phải muốn giết nó. Nhưng ta làm như vậy lại có khả năng hại tính mạng của nó. Hải thần phù hộ, nó vẫn còn sống, thật quá tốt, ta rất vui mừng. Chương 1332, bánh xe gãy vỡ, 1. Bà ta là cực vui mà khóc, Bàng Vô Tranh lại bị kinh ngạc, lúc trước lão ta thắc mắc không biết vì sao không làm theo kế hoạch, hóa ra là như vậy. Lão ta lập tức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, vội hỏi, trông hắn là một nam nhân, ngươi làm sao xác định hắn là nữ nhi của Diệp Khuynh Lam, chỉ bởi vì trông hai người giống nhau sao? Thanh y phụ nhân nức nở nói, ta mới đi xác nhận rồi. Bàng Vô Tranh kinh hãi rợn tóc gáy, ngươi vừa mới đi nói chuyện với hắn. Lão ta không thể tưởng tượng nổi hậu quả khủng khiếp đó, bên đó có biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm a. Thanh y phụ nhân vẫn khóc lắc đầu. Bàng Vô Tranh lại mở to mắt, nói, ngươi không phải chạy đến hồ phách thôn tìm tộc nhân của ngươi để xác nhận chứ? Ta không phải đã nói cho ngươi biết, ta từng thăm dò Tương La Sách, nơi đó rất có thể là một cái bẫy mà Lý Trừng Hổ cố ý bày ra. Một cái cạm bẫy chờ đợi những người sống sót của hồ phách tộc tự chui đầu vào lưới. Đó là nơi ngươi không thể đụng vào. Ngươi đã quên lời ta luôn mãi dặn dò rồi sao? Không có, ta đến Chi Hải Các. Thanh y phụ nhân vừa khóc vừa kể lại đại khái những gì đã diễn ra. Cho dù chỉ là đi sát bên người, cho dù nghe kể có hồi hộp nhưng không nguy hiểm, Bàng Vô Tranh vẫn kinh hãi toát đầy mồ hôi lạnh. Hai tay mười ngón nắm hai vai đối phương như cắm cả vào trong thịt bà ta, có phần xung động muốn bóp chết bà ta. Tuy nhiên, sau khi hít một hơi thật sâu, lão ta vẫn nỗ lực ổn định lại cảm xúc của mình, kìm nén lửa giận, mười ngón bấm chặt cũng buông lỏng ra. Thảo nào Lý Trừng Hổ lại đột nhiên nhận nàng ta làm nghĩa tử và đối xử rộng lượng đến mức khiến người ta cảm thấy có chút bất thường, thậm chí còn ban những hổ phách nữ đó cho nàng. Nếu nói như thế, Lý Trừng Hổ đã biết được nàng là nữ nhi của mình. Thanh y phụ nhân, khi nhìn thấy nó, liên tưởng đến việc Lý Trừng Hổ nhận nó làm nghĩa tử, còn đối xử tốt với nó như vậy, cho nên mới nghĩ đến khả năng đó. Nghe được lời này, Bàng Vô Tranh lại không nhịn được nổi cơn giận dữ, vậy đáng lẽ lúc đó ngươi càng phải bắt nàng ta về theo kế hoạch ban đầu. Sau khi bắt về muốn xác nhận thế nào cũng được. Có đáng để đi mạo hiểm lần thứ hai sao? Thanh y phụ nhân nhấc tay áo lau nước mắt, giải thích nếu như Lý Trừng Hổ có thể vì nó mà bỏ qua cho hổ phách tộc. Nếu như Lý Trừng Hổ có thể giao trả hổ phách hải lại cho nó, chúng ta vì sao còn phải bắt cóc nó chứ? Hổ phách hải quy về hổ phách tộc. Ám, Hoa Lang và Tiểu Cầu Nhi lại là cùng một nhóm. Đến lúc đó chúng ta có thể chậm rãi nghĩ biện pháp mở ra tiên phủ. Không cần phải tham gia vào bất kỳ chuyện nguy hiểm nào. Bàng Vô Tranh không nói nên lời trước sự tự cho là đúng của bà ta, sau một lúc nghẹn lời. Lão ta có vẻ như bị làm cho quá tức mà cười. Ngươi cảm thấy sau chừng đó chuyện xảy ra, bây giờ còn có thể chờ đến tương lai chậm rãi mở ra sao? Yêu ma quỷ quái gì đó đều đã tới rồi, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào thì mũi tên đã lên dây không thể không bắn ra. Tại trước khi sự việc trước mắt chưa được giải quyết, ngươi cho rằng Lý Trừng Hổ có tư cách làm chủ để thực hiện thay đổi chủ nhân của hồ phách hải sao? Ngươi đã suy nghĩ quá đơn giản. Nghe lão ta nói như thế, thanh y phụ nhân tức thì không khóc được nữa,
Bà ta bừng tỉnh hiểu ra và nhận ra rằng mình quả thực đã đánh giá cao Lý Trường Hổ. Khi có sự tham gia của một số thế lực, sự việc trước mắt đúng là đã nằm ngoài sự khống chế của Lý Trường Hổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bà ta hỏi. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó Bàng Vô Tranh xoay người lại, chắp tay sau lưng đi qua đi lại một hồi. Rồi ánh mắt chợt lấp lóe nói, ngươi đã xác định được thân phận của Lâm Long, ngươi cảm thấy Lâm Long có biết ngươi là ai không? Thanh y phụ nhân suy nghĩ một chút, nói, trong tình cảnh hiện tại, ta có thể gọi ra nhũ danh của nó, nếu như nó không ngốc. Nó hẳn là có thể đoán ra được ta là ai, và cũng không khó để đoán ra được tu sĩ cao huyền xuất thủ bắt cóc trong rừng cây là ta. Đối với nó, rất dễ dàng để liên tưởng hai chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bàng Vô Tranh thở dài nói, nếu đã là người của mình, quả thực không cần phải bắt cóc nàng ta nữa. Điều quan trọng nhất hiện tại là tìm nàng ta để tìm hiểu xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đối với điều này, Thanh y phụ nhân gật đầu biểu thị tán thành. Bàng Vô Tranh lại hỏi, với thân phận của ngươi, chắc hẳn có thể hẹn nàng ra ngoài gặp mặt chứ? Thanh y phụ nhân, có thể thử xem, chỉ sợ là không dễ hẹn được. Ta chỉ đi ngang qua nó, phản ứng của nó chỉ có hơi chút khác thường liền khiến một đám người truy đuổi ta. Nếu như không phải e ngại điều gì, bà ta rất muốn gặp mặt nói chuyện với Tiểu Cầu Nhi ngay bây giờ, kỳ thực bà ta là người nóng lòng nhất. Bàng Vô Tranh khẽ lắc đầu, đâu chỉ là vấn đề có một đám người nhìn chằm chằm vào nàng ta, ngươi cũng biết rõ. Nàng đã là tâm phúc của vị thám hoa lang đó, không biết nàng ta có quan hệ nam nữ với vị thám hoa lang đó không? Nàng ta xinh đẹp như vậy, thám hoa lang có thể kiềm chế không nảy sinh tình yêu nam nữ với nàng ta ư? Mặt khác, tài tử đệ nhất thiên hạ, thiên phú tu luyện lại cao, Tiểu Cầu Nhi của ngươi có thể không nảy sinh tình cảm sao? Trong trường hợp đó, ngươi cảm thấy nàng ta sẽ đứng ở phía thám hoa lang hay là sẽ đứng ở phía vị đại cô là ngươi đây? Vì sao phải yêu cầu Tiểu Cầu Nhi chọn bên chứ? Nhiều người lực lớn, sáng tối phối hợp, mạnh yếu bổ sung cho nhau, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ với nhau mà. Ngươi nói không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Nếu như vị thám hoa lang đó thật sự nắm giữ pháp môn mở ra tiên phủ và có thể tin tưởng chúng ta, hắn có thể ở ngoài sáng thu hút sự chú ý của các phương, còn chúng ta âm thầm đi mở ra tiên phủ. Chỉ là như vậy sẽ liên quan đến một loạt vấn đề, vị thám hoa lang đó có biết thân phận của Tiểu Cầu Nhi hay không? Tiểu Cầu Nhi có nói chuyện ngươi còn sống cho vị thám hoa lang đó biết hay không? Đối mặt với tiên phủ, vị thám hoa lang đó sẽ có suy nghĩ gì với chúng ta? A Ngọc, trước tiên chúng ta phải từ chỗ Tiểu Cầu Nhi làm rõ được mấy vấn đề này cái đã. Xem ra, chúng ta thực sự cần phải hẹn gặp mặt Tiểu Cầu Nhi nhanh chóng hết sức mới được. Nhưng làm sao để gặp mặt? Có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ cần nàng bằng lòng gặp ngươi, nguyện ý phối hợp với ngươi, khi hai bên có thể phối hợp với nhau, vấn đề này trái lại không lớn. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách xử lý việc này. Trên tử lâu, tiểu sư thúc tao nhã như ngọc tại trước cửa sổ quả thực rất dễ khiến người khác chú ý, khi khách lên lầu nhìn thấy đều sẽ không nhịn được nhìn lâu một chút. Nhất là khách nữa, sau khi ngồi xuống, họ đều giả vờ không để ý, nhưng thực tế có không ít người luôn lén nhìn, cho dù bên cạnh có bạn nam, thực tế nữ nhân còn háo sắc hơn nam nhân. Tất nhiên, cũng có khá nhiều người đến đây với mục đích âm thầm giám thị tiểu sư thúc, bởi vậy khiến cho trưởng quỹ tử lâu cảm thấy quái lạ. Nhận thấy lượng khách dường như đột nhiên tăng lên, không phù hợp với tình hình bình thường sai khi hổ phách hải gia tăng giá cả, cái gọi là phồn hoa cũng là có mức độ. Đối với việc có bị người giám thị hay không, tiểu sư thúc hoàn toàn không quan tâm, cũng không sợ, y không đến đây để liên hệ với người nào, trong lòng không có quỷ, tự nhiên không sợ. Tiểu sư thúc khép hờ mắt trong bộ dáng ngà ngà say chợt như tỉnh lại, uống cạn ly rượu, lại tự rót đầy một ly, nhấc lên ngửi hương rượu. Một động tác rơi vào trong mắt những nữ tử kia đều khiến họ có cảm giác cảnh đẹp ý vui, chỉ là y không có để tâm tới những nữ sắc đó, sắc mặt lại chìm vào trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1333, bánh xe gãy vỡ, 2. Trải qua một thời gian nghe trộm, y đã biết rõ vụ tập kích trong khu rừng ngoài cung thành là chuyện gì xảy ra, cũng biết được mục tiêu mình cần theo dõi là ai. Và thậm chí y còn đoán được thân phận và tên thật của thanh y phụ nhân, cho dù trong quá trình mật đàm hai người từ đầu tới cuối đều không nói ra tên thật của thanh y phụ nhân.
Đây cũng là điều khiến y nghi hoặc. Căn cứ vào những thông tin cơ bản về bảng vô tranh mà Diễu Khánh lấy được từ Hướng Lan Huyên, trong đó bao gồm cả thông tin về thanh y phụ nhân gọi là A Ngọc này. Đây là tùy tùng tâm phúc của bảng vô tranh, trong thông tin mà Đại Nghiệp Ti thu thập khẳng định phải có ghi chép, không có khả năng để sót. Nhưng vấn đề chính là ở đây, y biết rõ thân phận của thanh y phụ nhân, biết rõ bà ta là tu sĩ có cảnh giới cao huyền, vụ tập kích trong núi rừng ngoài cung thành cũng đã chứng minh điều đó. Nhưng trong thông tin do Đại Nghiệp Ti cung cấp lại nói rằng thanh y phụ nhân có tu vi thượng huyền cảnh giới, chuyện gì vậy chứ? Còn về bảng vô tranh, trong thông tin tình báo cũng nói tu vi của lão ta là thượng huyền cảnh giới. Nếu tu vi chỉ là thượng huyền, hồi đó làm thế nào có thể cứu người từ trong tay hai vị tu sĩ cao huyền là Tương La Sách và Ngụy Hoàn được chứ? Một nữ nhân dung mạo xinh đẹp ngồi tại một bàn khác, khi chú ý đến tiểu sư thúc thì lập tức bị thu hút. Cô ta bắt đầu chỉnh đốn tóc tai và chờ đợi tiểu sư thúc nhìn đến mình. Tuy nhiên, cô ta đợi mãi vẫn không thấy người ta nhìn ngoảnh mình. Cô ta nhìn kỹ lại, mới nhận ra rằng người ta dường như đang thất thần. Sau một lúc suy nghĩ, cô ta quyết đoán đứng dậy, đi thẳng đến trước bàn của tiểu sư thúc, dùng móng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đánh thức tiểu sư thúc đang thất thần. Tiểu sư thúc ngước mắt lên nhìn, hơi giật mình và có vẻ không hiểu, trong mắt lộ ra nét nghi hoặc. Nữ nhân đó hỏi, xin hỏi tiên sinh, chỗ đối diện này đã có ai ngồi chưa? Tiểu sư thúc khẽ lắc đầu, rũ mắt xuống nhấp một ngụm rượu. Nữ nhân này tựa hồ rất tự tin với sắc đẹp của mình, hỏi, chúng ta có thể ngồi chung bàn không? Tiểu sư thúc lập tức nảy sinh hứng thú nhìn cô ta, vì sao phải ngồi chung bàn? Y đã từng gặp quá nhiều loại nữ nhân tìm cách bắt chuyện với mình, nên vừa nghe liền biết là có ý gì. Câu hỏi này chỉ là muốn nghe xem nữ nhân này có thể nghĩ ra cái cớ gì. Tất nhiên, với tình hình hiện tại, y cũng có hoài nghi không biết nữ nhân này có ý đồ khác hay không. Nữ nhân đó chỉ ra ngoài cửa sổ, ta thích hoa, vị trí này rất tốt, có thể tựa cửa sổ ngắm hoa, còn có thể ngắm cảnh đường phố. Tiểu sư thúc cười đạm mạc nói, chỉ cần ngươi không ngại, ta cũng không ngại ngồi chung bàn. Nụ cười thật là đẹp mắt. Nữ nhân đó bị nụ cười của tiểu sư thúc làm cho tim đập thình thịch, cô ta nhanh chóng quay đầu lại gọi người phục vụ chuyển đồ ăn và thức uống từ bàn cũ đến đây. Chẳng mấy chốc, hai bàn đã dồn thành một bàn, nữ nhân đó cũng ngồi xuống đối diện với tiểu sư thúc. Hai người không tránh khỏi bắt đầu cười cười nói nói. Ở bàn gần bên, có một nữ nhân không chịu được nữa, khinh thường nói nhỏ với bạn cùng bàn, thiên hạ bây giờ có thật nhiều tiện nhân. Có một số nam nhân nha, chỉ có vỏ không có não, nói như vậy mà cũng tin được. Nữ đồng bạn ngồi đối diện cũng cất lời khinh thường, tin gì mà tin, trên đời này quạ đen là bình thường, nam nhân đều như nhau. Trong một chiếc xe dừng tại một góc đường vắng lặng bên ngoài tiểu lâu, Tương Hải Hoa tĩnh tọa dưỡng thần. Sau khi nghe nói tình nhân của mình đi ra ngoài, nàng ta vốn muốn đích thân đi theo để xem rốt cuộc có vấn đề gì hay không, ai ngờ vị tình nhân này của mình lại chạy vào tiểu lâu uống rượu, ngắm hoa và nhìn cảnh đường phố. Theo bản năng, nàng ta cảm thấy không đơn giản như vậy, nên không đến quấy rầy mà sai người theo dõi tùy thời báo cáo. Theo dõi một hồi lâu cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, bởi vì không thấy có tiếp xúc với ai. Nếu như nói là đang trao đổi hoặc truyền tin tức ở khoảng cách xa với người nào đó ở trên đường phố cũng không phù hợp, bởi vì vị tình nhân này của nàng ta hầu hết thời gian đều cầm chén rượu ngây người. Vì vậy, bản thân tửu lâu liền trở thành địa điểm khả nghi, được đưa vào phạm vi giám sát sau này, nhất là người phục vụ có tiếp xúc với tiểu sư thúc. Và nữ nhân xuất hiện ngồi cùng bàn sau đó lại càng khả nghi hơn. Theo tin tức liên tiếp truyền đến, Tương Hải Hoa ở trong xe dần dần không thể ngồi yên, mọi người đều là nữ nhân, bày ra vẻ hồ ly tinh gì đó. Cái mông vừa vểnh lên liền biết nữ nhân đó muốn làm gì, bất kể ngươi có khả nghi hay không, nàng ta đều xuống xe trực tiếp xuất hiện tại hiện trường. Tiểu sư thúc đang trò chuyện vui vẻ với người cùng bàn, đưa mắt nhìn sang nơi khác, nhìn thấy Tương Hải Hoa chậm chậm đi tới, mỉm cười đứng lên hỏi, sao nàng lại đến đây? Tương Hải Hoa, nghe nói ngươi cần xe ra ngoài, sợ ngươi đi một mình buồn chán nên đến đây với ngươi. Vị này là... Ánh mắt nàng ta dừng lại trên thân nữ nhân đang ngồi cùng bàn. Tiểu sư thúc, một bằng hữu mới quen biết. Nữ nhân đó lập tức đứng lên, vẫn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình. Quả thực dung mạo đẹp hơn nhiều so với Tương Hải Hoa. Cô ta đang định giới thiệu bản thân, nào ngờ Tương Hải Hoa hoàn toàn không thèm để ý đến, nheo mắt khẽ gật đầu một cái, nói, bàn này ta mời. Chúng ta đi thôi.
Tiểu sư thúc rất chiều theo ý nàng ta, lịch sự chào một câu với nữ nhân đó, có cơ hội, tái kiến. Dứt lời liền nắm tay Tương Hải Hoa cùng nhau rời đi. Tùy tùng của Tương Hải Hoa gọi người phục vụ đến tính tiền, nữ nhân đó kinh thường, thể hiện không cần. Tùy tùng của Tương Hải Hoa lập tức không vui, nói, các chủ nói mời chính là mời. Người phục vụ vội khuyên nữ nhân đó tự trọng, đồng thời cũng nhắc nhở cho biết thân phận của Tương Hải Hoa. Khi được biết người vừa rồi chính là các chủ của Chi Hải Các, thiên kim của tu sĩ cao huyền Tương La Sách, thần sắc cô ta tức thì lộ vẻ bối rối, không dám nói gì nữa. Khi cô ta cắn môi rời đi thì nghe được nữ nhân ở bàn gần bên cố ý cất tiếng cười nhạo, nói rằng cô ta chán sống rồi. Đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là cô ta bị không ít người theo dõi, chỉ vì có người cảm thấy tiểu sư thúc có thể có vấn đề. Vốn không có chuyện gì, cô ta không nên cảm thấy mình đắc tội Tương Hải Hoa, không nên sợ bị trả thù, không nên rời đi vội vã. Nhưng cô ta lại muốn bỏ chạy, vì vậy, người theo dõi cô ta không thể bỏ qua, trực tiếp ra tay. Cô ta vừa mới chạy đến tiểu đảo thì lập tức bị tập kích, đánh cho bất tỉnh, nhét vào trong bao tải to, khiêng về một chiếc xe ở gần đó, ném vào trong, đưa đi. Khi tỉnh lại, cô ta thấy mình bị trói vào trên giá hành hình, sau đó phải đối mặt với một cuộc tra tấn thẩm vấn. Tất cả đều là những chuyện xảy ra về sau, còn lúc này, tiểu sư thúc và Tương Hải Hoa đi xuống lầu, lên một chiếc xe cùng nhau du lãm. Hai người vừa ngắm quang cảnh đường phố vừa nói chuyện phiếm, khi gặp giao lộ tiểu sư thúc thỉnh thoảng sẽ chen vào một câu, rẽ phải nhìn xem. Dù sao chỉ là tùy tiện du ngoạn, cũng không ai để ý rẽ đường nào, Tương Hải Hoa càng không quan trọng đi dạo ở đâu. Bởi vì cô ta đã nhìn chán từ lâu rồi, nhưng khi đi dạo với người mình thích, cô ta cảm thấy khung cảnh bên ngoài vẫn khá thú vị dễ nhìn. Khi xe đến trước cổng tường viện Bàng Thị Thương Hội thì xảy ra sự cố, một bánh xe đột nhiên răng rắc vỡ ra, xe bất ngờ nghiêng sang một bên, suýt chút nữa lật đổ. Chiếc xe này đương nhiên không đi tiếp được nữa, mọi người xuống xe, Sa Phu ngồi xổm trước bánh xe gãi đầu, có vẻ khó hiểu. Nhân viên gác cổng của Bàng Thị Thương Hội cũng không phải ngồi không, được bố trí ở đây đón khách vẫn phải có ánh mắt. Vừa thấy là Tương Hải Hoa, lập tức đến đây bái kiến, hỏi xem có thể giúp gì hay không. Tương Hải Hoa xua tay áo tỏ ý không sao, rồi nói với tiểu sư thúc, chúng ta tùy ý đi bộ đi. Tiểu sư thúc cười ha hả, ngay cả một người canh cổng cũng có thể nhận ra nàng, với khí độ và sự lịch thiệp của nàng. Chúng ta có thể tùy ý đi dạo mới là lạ, tốt nhất vẫn nên ngồi trong xe tránh chút tai mắt thì hơn, như vậy cũng có thể thoải mái một chút. Trong đại viện này hẳn là có xe, dựa vào thể diện của nàng mượn một chiếc xe chắc hẳn không khó chứ. Tương Hải Hoa nhìn về phía cổng đại viện, nhìn thấy tên bảng hiệu là Bàng Thị Thương Hội, liền biết không thành vấn đề. Nhân viên gác cổng cũng lanh trí, vội nói, có, các chủ chờ chút, để ta đi chuẩn bị xe cho ngài. Tương Hải Hoa đành phải khách sáo một câu, làm phiền, không phiền, không phiền, là vinh hạnh. Nhân viên gác cổng cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi. Tự nhiên sẽ không để cho người nơi đây đợi lâu, không bao lâu sau, một chiếc xe tốt chạy ra, cùng theo ra ngoài còn có mấy người Bàng Vô Tranh và Thanh Y phụ nhân, họ nghe tin liền đến. Nữ nhi của Tương La Sách đến đây, lão ta là chủ nhân tự nhiên cần xuất hiện, không nói chiêu đãi, ít nhất phải chào hỏi một tiếng. Tiểu sư thúc phe phẩy chiếc phiến trong tay, dù cố ý hay vô ý, ánh mắt đều đã nhìn chăm chú vào người mới đến. Chương 1334, lý do, không thay đổi, 1. Bàng Vô Tranh và Thanh Y phụ nhân tuy là vội vã ra đây vì Tương Hải Hoa, nhưng ánh mắt cũng dừng trên người tiểu sư thúc quan sát một lúc. Không thể tránh được, ngoại hình của tiểu sư thúc quả thực quá dễ nhìn, hơn nữa khoảng cách với Tương Hải Hoa không có vẻ gì đề phòng, tỏ rõ quan hệ thân cận. Đi đến trước mặt Tương Hải Hoa, hai bên khó tránh khỏi khách sáo với nhau một phen. Và sự tiếp xúc gần như vậy cũng chính là điều tiểu sư thúc muốn. Khi thi triển thính tự quyết ở khoảng cách gần như thế, những chi tiết nhỏ nhất trên thân mỗi người bên cạnh, như động tĩnh thổ nạp từ mỗi một lỗ chân lông, chuyển động tuần hoàn trong từng mạch máu, động tĩnh lưu chuyển của từng dòng kinh khí, dù là dòng rất nhỏ hay là hùng vĩ như biển rộng đều không thể gạt được y. Tất cả đều bày ra rõ ràng ở trước mặt y. Với cảnh giới âm tự quyết hiện tại của tiểu sư thúc, khi đến gần mới có thể cảm nhận được rõ ràng những chi tiết ẩn ở bên trong. Pháp lực hùng hậu thâm trầm trong cơ thể hai người hoàn toàn không phải tu vi của Tương Hải Hoa và y có thể so sánh được, chênh lệch giống như là dòng suối và sông lớn.
Sau khi dò xét qua, y liền biết tu vi của hai người trước mắt chính xác là cảnh giới cao huyền. Rõ ràng là cảnh giới cao huyền bình thường, nhưng bất luận là Tương La Sách hay là Đại Nghiệp Ti đều không thể xác định chính xác tu vi của hai người, đây là có chuyện gì chứ? Trong lúc tiểu sư thúc đang im lặng đứng bên cạnh mỉm cười suy nghĩ thì sau mấy lời khách sáo, ánh mắt Bàng Vô Tranh chuyển sang trên người y. Chắp tay hỏi, vị lang quân Ngọc Thụ Lâm Phong này rất lạ mặt, không biết là con cháu danh môn nào. Lão ta chỉ là cố ý giả bộ hồ đồ, với hệ thống tai mắt tinh tường của lão ta tại Hổ Phách Hải, làm sao có thể không biết Tương Hải Hoa có tình nhân, một chuyện lớn như vậy. Mà Tương Hải Hoa và tiểu sư thúc cũng biết người ta đang cố ý giả bộ hồ đồ. Nhưng có một số việc chính là như vậy, mọi người đều phải giả vờ hồ đồ, Bàng Vô Tranh không thể nói là mình đang bí mật quan sát Tương Hải Hoa cũng không thể lột trần người ta. Tiểu sư thúc xếp quạt lại, cầm ngược trong tay, chắp tay chào, bẩm bàng tiền bối, không đảm đương nổi con cháu danh môn, tiểu họ Bạch, chỉ là tán nhân giang hồ, không đáng nhắc tới. Y không muốn tỏ vẻ mình cố ý tiếp cận người ta, để tránh hiểm nghi. Thấy y không muốn nói thêm gì nhiều, Bàng Vô Tranh cười ha hả, nói mấy câu kiểu như thanh niên thật khiêm tốn. Rồi chuyển sang thỉnh giáo Tương Hải Hoa, dám hỏi các chủ, nghĩa tử Lâm Long của vương gia, sáng nay bị kinh sợ, bây giờ không sao chứ. Cho mượn chiếc xe lại nói nhảm nhiều như vậy, Tương Hải Hoa đã có phần không kiên nhẫn, không rõ lắm, hẳn là không sao. Bàng Vô Tranh, thực sự vinh hạnh được quen biết với Lâm công tử. Các chủ, ngài cảm thấy nếu ngày mai ta làm chủ thiết yến mời Lâm công tử, Lâm công tử có vui lòng đến dự không? Đứng ở bên cạnh, ánh mắt thanh y phụ nhân lấp lóe, nhận ra được lão ta đang tìm cơ hội tiếp xúc với tiểu cầu nhi. Lại bày ra bộ dạng nịnh bợ đó, Tương Hải Hoa rất phản cảm, lạnh nhạt nói, ta làm sao biết được việc đó, ngươi tự đi hỏi hắn xem. Bàng Vô Tranh, được, nếu như Lâm công tử đồng ý, liệu ta có thể vinh dự mời các chủ và Bạch tiên sinh dự tiệc cùng hay không? Tương Hải Hoa trong vô thức muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc đây là cùng theo Lâm Long, cô ta lại có phần do dự, dù sao đã được phụ thân nhắc nhở qua. Đồng thời cô ta cũng nhận ra được thân phận của Lâm Long có thể còn có ẩn giấu điều gì đó, cô ta có nghĩa vụ đi theo quan tâm chiếu cố. Suy nghĩ một chút, cô ta nói, chờ Lâm công tử đồng ý dự tiệc rồi nói tiếp đi. Được được được. Bàng Vô Tranh liên tục đồng ý, sau đó lại lần nữa mời Tương Hải Hoa vào trong ngồi chơi. Đã có Như Ngọc Lang Quân ở bên làm bạn, Tương Hải Hoa không muốn rông dài với một ông già như vậy, lão ta quan hệ, giao tiếp với thế hệ cha chú của cô ta. Thấp hơn một thế hệ thì không thể chơi cùng với nhau nha. Hơn nữa, cô ta vốn là không thích nhìn bộ dạng nịnh bợ của lão, nên lại dứt khoát từ chối. Nhìn theo khách lên xe đi xa, hạ nhân ở xung quanh cũng đã đi làm việc của mình, bên cạnh đã không còn người khác. Thanh y phụ nhân chợt cất tiếng lẩm bẩm, trước đây ta đã từng gặp qua tên tiểu bạch kiểm này. Hả? Bàng Vô Tranh ngạc nhiên, trước đây, ngươi gặp hắn lúc nào? Thanh y phụ nhân, ngay tại Hổ Phách Hải này. Trước khi Lý Trừng Hổ còn chưa huyết tẩy, hắn hẳn là từng tới nơi đây. Bàng Vô Tranh thần sắc lộ vẻ coi trọng, có thể khiến ngươi nhớ kỹ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Thanh y phụ nhân, không có chuyện gì, chỉ là trong lúc tình cờ gặp một lần mà thôi. Trong mắt Bàng Vô Tranh có sự hoài nghi, với thân phận và địa vị của ngươi lúc đó, một người gặp trong lúc tình cờ, sau khi xa cách nhiều năm như vậy mà vẫn còn có thể nhớ kỹ ư? Thanh y phụ nhân trả lời đơn giản, ngoại hình quả thực rất dễ nhìn, ấn tượng khắc sâu. Bàng Vô Tranh trợn mắt há mồm, cảm giác như mình bị đánh gục ngay tại chỗ. Nghĩ đông nghĩ tây, không ngờ tới lại là một lý do đơn giản và cực kỳ thực tế như vậy. Lão ta nhận ra mình đúng là đã suy nghĩ quá nhiều, lý do này khiến cho lão ta không còn lời nào để nói. Thanh y phụ nhân nhận thấy thần sắc lão ta khác thường. Nghĩ tới việc giá trị quan của những nam nhân này có sự khác biệt với Hổ Phách tộc của mình, vì vậy bà ta bổ sung thêm một câu, suy nghĩ gì vậy chứ? Ta và hắn không hề đối mặt nhau, cũng không hề nói với nhau lời nào, chỉ là tình cờ nhìn thấy một lần mà thôi. Lúc đó, ngươi và ta đã ở chung rất hợp rồi. Không muốn tiếp tục nói về chuyện này, Bàng Vô Tranh thay đổi chủ đề, hắn xuất hiện tại bên cạnh Tương Hải Hoa vào thời điểm này, ta khó thể không nghĩ nhiều, nhưng cũng phải, ngay. Cả ta cũng nghĩ đến, chỉ sợ Tương La Sách và các bên liên quan đã tra xét kỹ lưỡng chi tiết nền tảng về tên tiểu bạch kiểm này, chắc hẳn không có vấn đề gì. Thanh y phụ nhân, vậy thì chưa hẳn, những gì có thể tra xét được chưa chắc đã có thể chứng minh điều gì.
Bọn họ chẳng lẽ chưa tra xét hết chi tiết ngọn nguồn của ta và ngươi ư? Ha ha, ngươi trái lại đã có một bài học rõ ràng. Bàng Vô Tranh lắc đầu cười, nhìn xung quanh, thấy nơi này không phải là nơi nói những chuyện như vậy, lão ta phất tay ra hiệu đi vào trong viện. Tại một nơi tấc đất tấc vàng như Hổ Phách Hải này, lại có thể chiếm được một địa bàn lớn như vậy. Thực lực Bàng Thị Thương Hội này không kém a. Bên trong khoang xe, tiểu sư thúc thuận miệng nhắc tới Bàng Vô Tranh. Tương Hải Hoa ngồi song song ở bên cạnh cũng thuận miệng trả lời, dù sao cũng đã kinh doanh tại Hổ Phách Hải được gần 50 năm. Nghe nói bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ, trước khi Hổ Phách Hải hỗn loạn dữ dội, quy mô của Bàng Thị Thương Hội đã không nhỏ, sau khi chúng ta tiếp quản Hổ Phách Hải, lão ta trái lại từ bỏ việc quản lý thương hội, dành hầu hết thời gian sống ẩn dật trên một hòn đảo. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện, ngọt ngào tình tứ, sau đó đi dạo qua đường phố rực rỡ ánh đèn rồi trở về Chi Hải Các. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1335, lý do không thay đổi, 2. Đợi cho Tương Hải Hoa rời đi, bên trong căn phòng buông rũ những dải lụa trắng, tiểu sư thúc im lặng quanh quẩn một hồi rồi dừng bước lại, nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, Trùng Nhi đang trốn ở trong phòng xoắn xuýt với chuyện sáng nay bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì bên tai lại nghe được giọng nói quen thuộc, Trùng Nhi. Trùng Nhi nhìn xung quanh, nhỏ giọng đáp lời, sư phụ, tiểu sư thúc, tìm lão thập ngũ. Nói hắn tìm cho ta danh sách toàn bộ tu sĩ cao huyền đã chết hoặc mất tích trong vòng 100 năm nay và các thông tin có liên quan y muốn tìm kiếm lai lịch Bàng Vô Tranh. Nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới cao huyền không thể dễ dàng đột phá như vậy. Trong thiên hạ chỉ có một số người như vậy mà thôi, vấn đề là trên đời này từ trước đến nay không hề có một cao thủ cao huyền tên là Bàng Vô Tranh. Đương nhiên, hoàn toàn có thể nói là sau khi đột phá mới đến Hổ Phách Hải, nhưng nếu là vậy thì vì sao phải che giấu tu vi? Lại còn che giấu được không ít thế lực lớn. Đương nhiên, đối với tiểu sư thúc hoặc nói cách khác là đối với phía bên y mà nói, khi sự việc không liên quan đến mình, những điều đó cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là, căn cứ vào nội dung nghe trộm được, phía bên Bàng Vô Tranh có ý đồ với tiên phủ. Nếu không phải A Ngọc nhận ra Trùng Nhi, thì đã bắt Trùng Nhi đưa đi rồi, bây giờ vẫn còn muốn tiếp xúc lại với Trùng Nhi. Hiện tại, có vẻ A Ngọc không có ác ý gì sau khi nhận ra Trùng Nhi. Bàng Vô Tranh cũng vậy, khi đã biết được thân phận của Trùng Nhi, lão ta tựa hồ cũng không có ý định làm điều gì bất lợi cho Trùng Nhi. Nhưng y không thể không đề phòng, đặc biệt là trong tình huống không rõ ràng lắm về lai lịch của Bàng Vô Tranh. Hiện tại y muốn biết rõ, Bàng Vô Tranh sau khi tới Hổ Phách Hải mới đột phá đến cảnh giới cao huyền, hay là đã có cảnh giới cao huyền trước lúc tới đây. Nếu như là trước khi tới thì có lẽ lão ta cũng không phải là hạng người vô danh, như vậy, đó sẽ là ai chứ? Nếu như Bàng Vô Tranh thật sự mai danh ẩn tích, tiểu sư thúc biết dù mình có nghe trộm như thế nào cũng vô ích. Bàng Vô Tranh khẳng định sẽ không tùy tiện nói tới chuyện của mình trước đây, tiểu sư thúc chỉ có thể tự chọn lọc thông tin để loại trừ dần. Mấu chốt là tiểu sư thúc hoài nghi có khả năng rất lớn là Bàng Vô Tranh đã đạt đến cảnh giới cao huyền trước khi tới Hổ Phách Hải. Lý do là, lão ta có thể xây dựng và phát triển Bàng Thị Thương Hội lên quy mô lớn như vậy tại địa phương nơi như thế này, chỉ dựa vào vận khí là có thể làm được sao? Dồn lượng lớn tinh thần và sức lực vào việc phát triển thương hội không giống như là chuyện của một người muốn đột phá cao huyền sẽ làm. Trùng Nhi nghe xong thì kinh ngạc, 100 năm. Sư phụ, trưởng môn sư huynh làm sao có thể tìm kiếm được những thông tin như vậy trong thời gian ngắn? Tiểu sư thúc, con đừng có lo lắng lung tung thay hắn, ta còn không lo lắng, con có gì phải lo? Con cho rằng có rất nhiều người cảnh giới cao huyền sao? 100 năm nhìn như lâu dài, thực tế không có bao nhiêu người chết. Vấn đề này khó khăn đối với chúng ta nhưng đối với một số người khác, thông tin của mỗi một tu sĩ cao huyền đều nằm trong lòng bàn tay người ta, bất kể khi nào muốn biết đều có thể lấy ra. Đừng nói là 100 năm, 200 năm cũng có thể lấy ra dễ dàng. Phải tìm kiếm như thế nào, cứ để lão thập ngũ nghĩ cách. Quen biết nhiều đại nhân vật như vậy mà ngay cả việc này cũng không làm được, vậy thì không cần lựa chọn hắn làm trưởng môn nữa rồi. Con không cần lo lắng. Trùng Nhi, sư phụ, ta nên dùng lý do gì để nói với sư huynh chứ? Tiểu sư thúc, đương nhiên là ta dặn dò con trước khi đến đây. Trùng Nhi tức thì nghẹn họng không nói nên lời. Sư phụ, ta đã dùng lý do này rất nhiều lần.
Lần trước sư huynh còn hỏi ta vì sao không nói luôn một lần cho xong, huynh ấy đã nghi ngờ ta rồi. Chính bản thân nàng cũng có phần không chịu nổi với lý do này, sao có thể cứ dùng mãi một lý do như vậy được chứ, làm như vậy chẳng phải là coi trưởng môn sư huynh như kẻ ngốc hay sao? Tiểu sư thúc, nghi ngờ cái rắm, ta đã đánh mông hắn từ khi hắn còn mặc tả, hắn có tư cách nghi ngờ ta sao? Con cứ nói là ta nói, sau này ta thừa nhận là ta nói, hai bên nói khớp với nhau, con có gì phải sợ. Đừng lo lắng lung tung. Trùng Nhi, vâng, ta biết rồi. Tiểu sư thúc sợ, tính cách do dự của nàng, nên thúc giục một câu, nhanh chóng hết sức. Biết rồi, sư phụ. Trùng Nhi đáp lời xong, đợi một lúc lâu sau, không thấy có âm thanh nào nữa, tức thì rũ vai xuống, thở dài có vẻ chán nản. Tuy nhiên sau khi trải qua chuyện này, nàng đã thoát ra khỏi tâm trạng xoắn xuýt từ tiếng gọi tiểu cầu nhi kia, bước ra ngoài với tâm lý bất an. Nam Trúc và Bách Lý Tâm đang nói chuyện phiếm ở phòng ngoài đồng thời quay nhìn nàng, trong mắt lộ ra chút hiếu kỳ. Nhận ra Trùng Nhi có gì đó khác thường, bởi vì Trùng Nhi rất ít khi nhốt mình ở trong phòng như vậy, hầu hết thời gian đều chủ động chờ tại phòng ngoài. Trùng Nhi gật đầu ra hiệu chào hai người, sau đó gõ vang cửa phòng Dữ Khánh. Dữ Khánh đang khoanh chân đả tọa tu luyện, nghe tiếng gõ cửa liền thu công, gọi to cho vào. Khi nhìn thấy người mở cửa đi vào là Trùng Nhi, ít nhiều có chút bất ngờ, hỏi, có chuyện gì vậy? Trùng Nhi đi vào, đóng cửa lại, nhưng ngay sau đó cửa lại mở ra, Nam Trúc tò mò đi vào, Trùng Nhi lại quay ra đóng cửa lại. Đây là đang cố ý tránh Bách Lý Tâm, Dữ Khánh và Nam Trúc quay mặt nhìn nhau, không biết tên này lại có chuyện gì, chuyện như vậy rất hiếm khi diễn ra với Trùng Nhi. Chậm chậm đi đến trước mặt Dữ Khánh, Trùng Nhi ấp a ấp úng nói, công tử, ta lại nhớ ra một lời dặn dò của sư phụ. Giọng nói yếu ớt, đầu cúi thấp, chính nàng tự thấy xấu hổ. Hai chân đang khoanh lại của Dữ Khánh bất chợt bật mở ra như lò xo, trừng mắt mắng, ta nói nha, ngươi có hết hay không chứ? Cho dù đi ị cũng không thể ị kiểu như ngươi. Nam Trúc quan sát Trùng Nhi từ trên xuống dưới, như nhìn người từ trên trời rơi xuống, quả thực kỳ quái quá đáng. Trùng Nhi cúi đầu đùa nghịch góc áo, lẩm bẩm, sư phụ dặn dò quá nhiều chuyện, trí nhớ của ta không tốt. Ngoại trừ gượng ép nói dối ra, nàng thực sự không còn cách nào khác. Dữ Khánh thả chân xuống giường, đứng dậy, vung tay lên, muốn bảo nàng cút, nhưng lời nói đã đến bên mép lại được kìm lại, hắn không khỏi cảm thấy tò mò. Muốn biết tiểu sư thúc lại dặn dò chuyện gì, làm như là bị bất đắc dĩ không còn cách nào khác, không vui nói, trước tiên nói xem chuyện gì. Chương 1336, thuận tay giải quyết, 1. Nói đến cùng, vẫn là tín nhiệm Trùng Nhi, nếu là người khác làm như vậy thì hắn đã nghi ngờ hàng trăm lần rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu hành vi của tiểu sư thúc khi cứ muốn để cho Trùng Nhi cùng đi tới đây quả thực rất quái lạ. Hắn biết, việc để cho Trùng Nhi đến đây rõ ràng không bình thường, không biết lần này tiểu sư thúc đang làm trò quỷ gì. Trùng Nhi còn có thể nói ra được chuyện gì khác, đơn giản chỉ là truyền đạt lại lời sư phụ dặn dò. Sư phụ nói công tử nhanh chóng hết sức tìm kiếm danh sách toàn bộ tu sĩ cao huyền đã chết hoặc mất tích trong vòng 100 năm này và các thông tin liên quan. Lão Thất và Lão Thập Ngũ quay mặt nhìn nhau, nhưng có một điều coi như đã được xác nhận, hẳn là không phải Trùng Nhi đang nói dối. Trùng Nhi không cần phải bịa chuyện về việc này. Nam Trúc hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc tìm mấy thứ đó làm gì? Trùng Nhi lắc đầu, ta không biết. Đã biết nàng sẽ trả lời như vậy, Dữ Khánh trợn tròn mắt, ngươi xác định đây là điều sư phụ ngươi dặn dò trước khi rời Đào Hoa Cư. Trùng Nhi không lên tiếng, chỉ gật đầu lia lịa. Dữ Khánh xì một tiếng, cất lời chế nhạo, tự ngươi xòe ngón chân ra mà đếm, từ khi rời Đào Hoa Cư đến bây giờ đã qua bao lâu rồi. Sau một thời gian dài như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói là sư phụ ngươi dặn làm nhanh chóng hết sức, nói ra không sợ rụng lưỡi ư. Trùng Nhi ấp a ấp úng nói, quên mất, bây giờ nghe nói kẻ tập kích là tu sĩ cao huyền, mới đột nhiên nhớ tới. Sau nhiều lần nói dối, nàng đã dần dần được sư phụ của mình huấn luyện cho dần dần thích nghi với việc nói dối. Dữ Khánh lại xì một tiếng, từng bước một dồn ép về phía nàng, Trùng Nhi chột dạ từng bước lùi lại phía sau, cho đến khi bị ép vào chân tường không còn chỗ thối lui phải dựa vào tường. Thôi được rồi, Nam Trúc đứng ra hòa giải, đẩy Dữ Khánh ra, túm lấy cánh tay Trùng Nhi kéo đi. Gã đã sớm nhận ra, Lão Thập Ngũ vốn là bối phận nhỏ nhất, không quản được ai, sau khi có được người đứng cuối,
hắn rất thích quản giáo. Tại trong mắt mọi người, Trùng Nhi rất thành thật, người như vậy mà ngươi cũng bắt nạt sao? Tuy nhiên, Diễu Khánh không chịu dễ dàng buông tha, hắn nhấc chân tung một cước vào mông Trùng Nhi, lần sau, trước tiên hãy chạy về ôn bài với sư phụ ngươi, nhớ cho kỹ rồi lại đến. Trùng Nhi ở một bên ôm lấy mông, đã quen bị đánh theo kiểu này, nàng trốn sau lưng Nam Trúc yếu ớt nhắc, sư phụ nói nhanh chóng hết sức. Đến lúc này, nàng vẫn không quên lời dặn của sư phụ mình, còn dám mạnh miệng. Diễu Khánh trừng mắt xắn tay áo muốn dạy dỗ nàng một trận, nhưng Nam Trúc đã che chắn ở phía trước ngăn cản hắn. Được rồi, như vậy là đủ rồi. Lão Thập Lục rất ngoan, rất tốt. Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng gõ cửa, ba người cùng nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh sau đó, Bách Lý Tâm gõ mở cửa phòng này, thò mặt vào nói, ông chủ Bàng Vô Tranh của Bàng Thị Thương Hội phái người đến đưa thiệp mời. Bàng Vô Tranh đưa thiệp mời. Diễu Khánh lẩm bẩm, vẫn không quên quay đầu lại lườm Trùng Nhi, ánh mắt cảnh cáo rất rõ ràng. Nếu không phải môn quy đã đặt ra hạn chế, hắn và tiểu sư thúc không thể cùng lúc ra ngoài mạo hiểm làm việc, thì hắn sẽ nghi ngờ tiểu sư thúc của mình cũng đã tới Hổ Phách Hải. Hỏi Trùng Nhi, nàng cái gì cũng không biết, hỏi gì cũng không ra, Diễu Khánh chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc này. Hắn ra khỏi phòng mình đi lấy tấm thiệp mời kia xem sao, Nam Trúc cũng đi theo ra ngoài. Trùng Nhi xoa xoa mông đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh nhẹn dọn dẹp phòng giúp Diễu Khánh. Đang nghỉ ngơi tại một căn phòng khác, Mục Ngạo Thiết nghe thấy động tĩnh cũng mở cửa đi ra ngoài. Tổng cộng có 5 tấm thiệp mời, rất lịch sự, đều mời. Đủ tất cả những người ở trong căn phòng này, thiếu thiếu một ai, địa điểm mở tiệc ở ngay trong chi hải các này. Không có chuyện gì, sao lại mời chúng ta? Diễu Khánh lẩm bẩm nghĩ ngợi, trong đầu nhớ tới chuyện Trùng Nhi truyền đạt lời của tiểu sư thúc yêu cầu hắn tìm kiếm thông tin về Bàng Vô Tranh. Hắn không thể không hoài nghi lão già Bàng Vô Tranh này có phải có vấn đề gì đó hay không, đặc biệt là lão ta lại tìm cách tiếp xúc với bọn hắn vào thời điểm này. Bách Lý Tâm nói, người đưa thiệp mời vẫn còn ở bên ngoài chờ phản hồi. Gã nói rằng cũng có mời Tương Hải Hoa và có sự đồng ý của Tương Hải Hoa nên bữa tiệc chiêu này sẽ được tổ chức bên trong chi hải các, do đó sẽ không có vấn đề về an toàn. Hả? Diễu Khánh ngẩng đầu, vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, thiệp mời đã đưa đến nơi, khách có đi hay không là do khách quyết định, còn chờ phản hồi cái gì? Nghĩ đến việc Tương Hải Hoa cũng sẽ dự tiệc và Tương Hải Hoa còn đồng ý sắp xếp gì đó, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao cũng không xa, thứ hai là hắn cũng muốn nhìn xem người mà tiểu sư thúc muốn điều tra là loại mặt hàng thế nào. Sau khi tìm được vị trí đại khái của lối vào tiên phủ, mấy ngày nay hắn không vội đi xác minh, thứ nhất là để lừa gạt Thanh Nha, thứ hai cũng là muốn quan sát xem tình huống của các bên. Đương nhiên, cũng có liên quan bởi ảnh hưởng của cơn bão hai ngày trước, không thuận lợi ra khơi. Sau một hồi cân nhắc, hắn nói với mọi người, vốn định ngày mai ra biển, nhưng nếu người ta đã có thịnh tình khoản đãi thì chúng ta không nên chối từ, thôi thì chậm lại một ngày đi. Hắn đung đưa thiệp mời trong tay, thôi được, đồng ý đi. Bách Lý Tâm lập tức đi ra cửa, trả lời cho người đến đưa thiệp đang chờ ngoài cửa, nói cảm ơn lời mời và thông báo sẽ đến hẹn đúng giờ. Ở trong phòng, Diễu Khánh ngồi xuống, cầm mấy tấm thiệp mời xem đi xem lại một hồi lâu, nhưng không thể phân tích ra được chi tiết nào khác. Về việc tiểu sư thúc bảo hắn nhanh chóng hết sức tìm kiếm thông tin tu sĩ cao huyền trong vòng 100 năm, hắn tạm thời không có gấp gáp, giống như hắn đã nói. Gấp gáp cũng chẳng có tác dụng cái rắm gì, nói nhanh chóng hết sức trước khi rời khỏi Đào Hoa Cư, nhưng đã kéo dài đến hiện tại, còn nhanh chóng hết sức cái gì. Trong lúc mấy người đang nói chuyện linh tinh về những gì liên quan đến Bàng Vô Tranh thì tiếng gõ cửa cóc cóc lại vang lên. Bách Lý Tâm đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy liền lập tức cho người khoác áo choàng đen này đi vào, nói chính xác là không dám ngăn cản người đến đi vào. Người tới ngẩng khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu lên, hất hất cằm, khuôn mặt gầy gò như đầu lâu đó lập tức khiến người đang ngồi ở đây phải thành thật đứng lên. Không còn cách nào khác, người tới chính là Tiền Ti tiên sinh Mông Phá của Ti Nam Phủ, người ở đây ai dám tự đại. Mông Phá lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mọi người, còn chưa đợi cho mọi người hành lễ chào, ông ta đã trực tiếp xoay người tiến vào căn phòng của Diễu Khánh, thật sự có phần quen việc dễ làm. Mấy người ở trong phòng khách nhìn nhau một vòng, sau đó Diễu Khánh nhanh chóng đi theo vào. Dưới sự ra hiệu của Mông Phá, Diễu Khánh nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Diễu Khánh quay người lại, vừa định chào hỏi, Mông Phá đã mở miệng hỏi, lời ta nói,
có phải ngươi coi như gió thoảng bên tai hay không hả? A, à, Diễu Khánh có chút há hốc mồm ngơ ngác, rồi ra vẻ sợ hãi hỏi, tại hạ sao dám, sao tiền bối lại nói như vậy? Mặc dù bề ngoài có vẻ sợ hãi, kỳ thực trong lòng hắn biết rõ, tại thời điểm này, chỉ cần mình không cố ý tìm kiếm kích thích, đối phương sẽ không thể làm gì hắn. Mông Phá, ta đã cảnh cáo ngươi, có chuyện gì phải kịp thời báo cho ta biết. Ta nhớ là ta đã nói ngay trong căn phòng này nha, chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi sao? Diễu Khánh làm bộ thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, tạm thời không có việc gì nha, không có việc gì. Đôi mắt trên khuôn mặt gầy trơ xương của Mông Phá trừng to trông có phần ghê sợ, vừa rồi, người của Bàng Vô Tranh đến tìm ngươi, còn không có việc gì ư? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1337, thuận tay giải quyết, 2. Trong lời nói mơ hồ bộc lộ sự tức giận, quả thực là không thể vui nổi, từ khi lần trước dặn dò tên này về sau phải làm thế nào. Một loạt chuyện đã xảy ra, tên này lại không thông báo cho ông ta một chuyện nào. Nhân viên liên lạc sắp xếp cho bên này cũng không phát huy ra được tác dụng một lần nào, cho đến khi vừa rồi phát hiện ra người của Bàng Vô Tranh móc nối với bên này. Không biết được tình hình, ông ta quả thực là không nhịn được nữa, vì vậy lại lần nữa hạ thấp thân phận, đích thân chạy đến đây một chuyến. A, à, Diễu Khánh nhanh chóng dùng hai tay dâng thiệp mời lên, thật sự không có chuyện gì, chỉ là phái người đến đây đưa thiệp mời. Mấy chuyện nhỏ nhặt này làm sao dám phiền đến tiền bối. Mông Phá nhận lấy thiệp mời, lần lượt mở ra xem từng tấm một, sau đó suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vì sao lại mở tiệc chiêu đãi các ngươi? Diễu Khánh giang hai tay ra, ta cũng không biết à. Ta còn muốn tận mắt gặp người ta để xem là có chuyện gì. Mông Phá, tên nghĩa tử của Lý Trừng Hổ bị tập kích trên đường đến chỗ Tương La Sách dự tiệc, đó là chuyện gì vậy? Diễu Khánh lại lần nữa giang hai tay, chuyện đó thì ta lại càng không biết, hoàn toàn không hiểu ra sao cả. Thậm chí ta còn đi tìm Hướng Lan Huyên để hỏi thăm, nàng ta cũng không rõ vụ tập kích đó rốt cuộc là chuyện gì. Mông Phá hừ lạnh một tiếng, ngươi và Hướng Lan Huyên kia qua lại với nhau thực là thân thiết nha. Diễu Khánh thở vắn than dài nói, lời này a, đại nhân vật các ngài thế nào lại nói chuyện đều cùng một kiểu chứ. Hướng Lan Huyên cũng nói như vậy, nàng nói ta qua lại rất gần với ngươi. Khóe miệng Mông Phá giật giật, nhận ra được việc mình chạy đến đây nói. Chuyện riêng đã bị Hướng Lan Huyên phát hiện, ông ta lại thay đổi chủ đề câu chuyện. Sau khi ngươi và Thanh Nha đi một chuyến đến kiểm tra chỗ khoan thăm dò đáy biển đó, Thanh Nha liền ngừng công việc khoan thăm dò lại, xảy ra chuyện gì vậy? Nếu bên này đã không chủ động báo tin, nếu ông ta đã đích thân đến đây, đương nhiên phải thuận tiện hỏi thăm một số nghi vấn. Diễu Khánh thành thật giải thích, nơi đó có một di tích viễn cổ bị chìm, ta nghi ngờ ở đó có manh mối về lối vào tiên phủ. Nếu ngày mai thời tiết trên biển không có vấn đề, ta dự định đi điều tra kỹ càng một chuyến. Hai ngày nay đang lên kế hoạch cho việc này. Mông Phá đột nhiên híp mắt, chỉ thẳng vào điểm mấu chốt, nơi Thanh Nha khoan thăm dò có liên quan đến tiên phủ. Hắn cũng đang tìm kiếm tiên phủ. Diễu Khánh, ừ, nhưng hắn không biết mình đang tìm tiên phủ, hắn cho rằng mình đang tìm kho báu của Hổ Phách tộc. Lời này có lý, Mông Phá suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, có ý gì? Cũng không có gì, khi đến Hổ Phách thôn dạo chơi một vòng, từ chỗ Hổ Phách nữ ta nghe được một câu chuyện về di tích dưới đáy biển. Ta nghi ngờ nơi đó có liên quan đến tiên phủ, nhưng mà không biết vị trí cụ thể. Ta muốn đi tìm xem sao, nhưng mấy người chúng ta bị người theo dõi sát sao, không tiện đi tìm. Ta muốn tìm người hỗ trợ, đúng lúc Thanh Nha tiếp cận ta tự tìm phiền phức, ta liền không khách khí, dựng ra một câu chuyện về kho báu của Hổ Phách tộc. Diễu Khánh kể lại đại khái có biên có chỉnh về việc lừa bịp Thanh Nha. Nói chung chính là nói ra những gì có thể nói, lược bỏ những gì không thể nói. Chỉ chuyện này thôi đã đủ khiến cho Mông Phá sửng sốt. Đầu tiên là cảm thấy quá trình tìm kiếm tiên phủ của hắn có vẻ quá nhẹ nhàng. Không giống bọn họ phải hưng sư động chúng nhưng vẫn luôn không có kết quả gì. Ngoài ra chính là số phận của Thanh Nha, thực sự thú vị đáng giá để cho ông ta đi tưởng tượng. Tuy nhiên, ông ta cũng không để ý đến số phận của Thanh Nha. Ngược lại, ông ta rất tán đồng với hiệu suất làm việc như vậy. Ông ta gật đầu tán thưởng, không hổ là thám hoa lang, quả nhiên là hữu dũng hữu mưu. Ngày mai đi thăm dò, có nắm chặt tìm được không? Diễu Khánh lại giang hai tay, tiền bối, chuyện này làm sao có thể nắm chắc được,
chỉ có thể nói là đi thử vận may mà thôi. Đối với điều này, Mông Phá cũng có thể hiểu được, ông ta ừ một tiếng, cứ thoải mái làm đi, nếu như gặp phải phiền toái gì đó, Ti Nam Phủ sẽ không ngồi xem. Sự không vui lúc đầu tới đây đã bay lên 9 tầng trời. Nói xong, ông ta định rời đi, về chuẩn bị một số bố trí trước cho chuyện ngày mai, đến lúc đó khi tên này vừa có hành động, có thể tưởng tượng được động tác của các phương sẽ như thế nào. Nhưng Diễu Khánh đã gọi ông ta lại, tiền bối, có một chuyện cần ngài hỗ trợ. Vừa mới xoay người, Mông Phá quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Diễu Khánh, ta muốn có thông tin về tất cả các cao thủ cảnh giới cao. Huyền đã biến mất trong vòng 100 năm nay, kể cả tử vong. Tiếp theo hắn nhấn mạnh lại một lần nữa, trong vòng 100 năm, cần nhanh một chút. Hiện tại đã có người đưa tới cửa, hắn cũng lười làm phiền người khác, việc nhanh chóng hết sức đã không quan trọng nữa, nhưng hắn không thể để cho người khác cũng thấy không quan trọng. Mông Phá tò mò hỏi, ngươi muốn mấy thứ đó làm gì? Dữ Khánh, nghe nói kẻ tập kích Lâm Long trên đường dự tiệc là cao thủ Cao Huyền, Hướng Lan Huyền cũng không biết được là ai, ta muốn lọc lại thông tin xem sao. Mông Phá tức thì nảy sinh hứng thú, tìm kiếm chọn lọc thông tin từ những Cao Huyền đã mất tích sao? Có phải ngươi đã có ý nghĩ gì hay không? Không ngại nói ra nghe một chút. Dữ Khánh, quả thực là có một chút ý nghĩ mông lung, nhưng lúc này vẫn chưa rõ ràng, cần phải nhìn xem thông tin liên quan rồi mới có thể xác định. Làm phiền tiền bối giúp ta có được thông tin liên quan trước, có phát hiện gì ta sẽ lập tức báo cho tiền bối. Trong lòng hắn thì đang âm thầm mắng vốn Trùng Nhi và tiểu sư thúc, đưa ra yêu cầu đương nhiên đơn giản, hắn là người chấp hành thì cần phải nghĩ cách giải quyết. Trong vòng một canh giờ sẽ gửi cho ngươi thông tin liên quan. Mông Phá nói xong liền xoay người rời đi, dứt khoát và quyết đoán đối với đầu óc của vị tài tử đệ nhất thiên hạ này. Ông ta có cực lớn mong đợi, một số sự thật đã chứng minh vị đại tài tử này thực sự rất có năng lực. Mà Mông Phá quả nhiên cũng rất giữ lời, nói trong vòng một canh giờ chính là trong vòng một canh giờ đối với đại đa số người. Việc này cần tốn rất nhiều công sức, với ông ta quả nhiên đã cho người đưa tới trong vòng một canh giờ. Sau khi cầm lấy thông tin liên quan ở trong tay, Diễu Khánh tặc lưỡi cảm thán, có thế lực lớn thật là tốt à. Thông tin như vậy nói lấy ra là lập tức có thể lấy ra, thật đơn giản và nhanh chóng. Sau khi lật xem qua, hắn phát hiện thấy trong vòng 100 năm này chỉ có 14 vị cao thủ Cao Huyền bị biến mất, ở trong này bao gồm cả Xích Lan các chủ và Chí Bích Giao đã chết. Những người khác cũng truyền tay nhau nhìn xem, Mục Ngạo Thiết không khỏi hỏi, thứ này dùng để làm gì? Nam Trúc vỗ lên cánh tay y, rút tập thông tin ra khỏi tay y, đưa cho Trùng Nhi, sao chép lại một bản gửi về nhà đi. Mục Ngạo Thiết cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Trùng Nhi ừ một tiếng, nhận lấy, chạy đến một bên sao chép lại một bản, sau khi xong việc thì trở về phòng mình, lấy chiếc chuông nhỏ kia ra, len lén rung vàng. Chương 1338, thì thầm, 1. Nhận được tin tức từ Trùng Nhi truyền tới, tiểu sư thúc lập tức lấy giấy bút ra, cũng sao chép lại một bản về thông tin của các tu sĩ Cao Huyền đó. Viết xong, khi đặt bút xuống y không nhịn được cười như vẻ đã biết, tốc độ làm việc của tiểu tử này đúng là rất nhanh, nhanh như vậy đã lấy được thông tin rồi, không hổ là ta đánh lớn lên. Dứt lời lại xòe giấy ra bắt đầu phân tích kỹ lưỡng. Lần này, nhìn xem mới phát hiện thấy bản danh sách này có thiếu sót, Thiên Vũ đã chết không có ở trong này, nhưng cũng không khó hiểu về điều này. Mấy thế lực lớn đó chắc hẳn không biết Thiên Vũ đã chết, hiện tại giống như vẫn còn đang truy tìm tung tích nhục thân bị Thiên Vũ đoạt xá. Trưởng lão Hoàng Ngọc Sơn của Côn Linh Sơn cũng không ở trong này, cũng có thể hiểu được, y đã biết được những thông tin liên quan từ chỗ mấy người Diễu Khánh. Nhiếp Nhật Phục tại Thiên Tích Sơn cũng không có trong danh sách, nguyên nhân cũng có thể hiểu được, mấy thế lực lớn không biết hắn đã đi đâu. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian biến mất ngắn ngủi, còn chưa thể kết luận là mất tích. Mấy người Phượng Kim Kỳ, Chí Bích Giao, Xích Lan, Thiện Chi Nhất cũng không có mô tả về nguyên nhân cái chết. Nói trắng ra chính là không đề cập đến chư yêu chi cảnh, tất cả đều chỉ được mô tả bằng từ tử vong. Không xem không biết, khi xem xong lại khiến y nhất thời sửng sốt một lúc, nhận ra rằng gần một nửa số tu sĩ Cao Huyền ngã xuống trong vòng 100 năm nay có liên quan với lão thập ngũ. Hắn đã rời núi được bao nhiêu năm chứ? Khẽ lắc đầu cảm thán, ánh mắt y dừng lại tại một cái tên gọi là Diệp A-Lang, hồi đó là đệ nhất cao thủ của Hổ Phách Hải. Cũng là tu sĩ Cao Huyền duy nhất của Hổ Phách tộc, kết quả cuối cùng trong ghi chép chính là mất mạng. Y biết rõ,
Diệp A Lang này vẫn chưa chết, lúc này đang ở tại Hồ Phách Hải, chính là thanh y phụ nhân bên cạnh Bàng Vô Tranh. Sau đó ánh mắt y dừng lại trên cái tên Cổ Ma Kha Mật, người này cũng vẫn còn sống. Lúc trước y không biết, từ khi phát hiện ra Lão Khâu trông coi kho hàng có ý đồ gây rối đối với đám người Diễu Khánh, Lão Khâu liền trở thành đối tượng trọng điểm bị y giám thị, nên thân phận thực sự của lão cũng không thể giấu giếm được y. Suy nghĩ của y không dừng lại nhiều về thông tin của hai người này, dựa theo thứ tự thời gian, y trực tiếp bỏ qua những cái tên mất tích gần 50 năm trong danh sách. Thực ra, ngay từ đầu y căn bản không muốn xem thông tin 50 năm gần đây, y muốn xem chính là thông tin 50 năm trước đó. Nhưng nếu chỉ giới hạn thời gian 50 năm trước sẽ dễ dàng khiến người sinh nghi, vì vậy không làm thì thôi, đã làm thì không bằng làm luôn, kiếm hết một lần cho bớt việc. Danh sách bỏ đi 50 năm gần đây, thoáng cái liền giảm đi được 9 người, chỉ còn lại 5 người. Nói cách khác, 50 năm trước, về cơ bản trung bình cứ 10 năm lại có một cao huyền bị chết. Không sai, chính là tử vong, bất kể là 50 năm trước hay là 50 năm gần đây, ngoại trừ tu sĩ cao huyền mất tích ra, tất cả những người khác đều là tử vong. Cũng là sau khi đọc được thông tin trong danh sách này, tiểu sư thúc mới phát hiện ra một hiện tượng thú vị, những tu sĩ cao huyền này hầu như không có ai có thể sống được hết cuộc đời. Người duy nhất mất tích tên là Văn Khúc, ông ta đã từng vô cùng chói sáng tại tu hành giới, cho dù đã biến mất gần 70 năm, nhưng hiện tại tiểu sư thúc vẫn còn ngưỡng mộ những sự tích huy hoàng của ông ta. Lời đồn nói rằng, bất kể là địa sư hay địa mẫu, hoặc là đại thánh, tại trước lúc chưa bước vào cảnh giới bán tiên, Văn Khúc đều đã từng đối đầu với bọn họ. Đồng thời khi giao thủ với ba vị đó, ông ta vẫn có thể an toàn rút lui, Văn Khúc này là kẻ duy nhất trong tu hành giới làm được như vậy. Về sau, không biết vì nguyên nhân gì mà Văn Khúc đột nhiên biến mất, trong nội dung ghi chép về người này cũng nói rằng không biết tung tích của ông ta. Ước tính theo trong hồ sơ, tại thời điểm mất tích, ông ta khoảng 50 tuổi, bây giờ đại khái đã hơn 120 tuổi rồi. Qua nhiều năm như vậy không có tin tức gì, nếu quả thật đã qua đời, hiển nhiên ông ta cũng chưa chắc đã được sống hết đời. Mặc dù chỉ có duy nhất Văn Khúc là người mất tích, nhưng tiểu sư thúc lại cảm thấy ông ta khó có thể là Bàng Vô Tranh đang ẩn cư tại Hồ Phách Hải. Đầu tiên là về thời gian, Bàng Vô Tranh xuất hiện tại Hồ Phách Hải 50 năm trước, Văn Khúc thì đã biến mất cách đây 70 năm. Ông ta ẩn cư 20 năm rồi chạy tới Hồ Phách Hải để nịnh nọt và phát triển thương hội sao. Nghe nói Văn Khúc là người rất khí khái, là nhân vật nghĩa khí vân thiên. Vào lúc đó ông ta được coi là thiên kiêu của thế hệ, là nhân vật mà ngay cả địa sư, đại thánh cùng địa mẫu đều phải khen ngợi. Loại người này sẽ chạy tới Hồ Phách Hải Azure nịnh nọt sao? Y không tin như vậy. Theo dòng thời gian, ba người chết sớm hơn Văn Khúc cũng bị tiểu sư thúc loại trừ. Ánh mắt y nhìn chăm chú vào tên một tu sĩ cao huyền biến mất 50 năm trước. Cái chết của người này tương đối đặc biệt, ông ta chết vì trầm cảm. Tên của người này là Đông Liên Ngọc, là bảo chủ của Liên Sơn Bảo hồi đó. Tình huống cái chết của người này trong ghi chép vô cùng đơn giản, từng ái mộ địa mẫu, tỏ tình nhưng bị từ chối, vì vậy mà chết vì trầm cảm. Nhìn thấy cái tên này, tiểu sư thúc cũng nhớ tới người này, tuy rằng thời gian người ta biến mất còn lâu hơn cả tuổi của y, nhưng y vẫn từng nghe nói tới. Kỳ thực, y đều đã từng nghe nhắc đến đại danh của mỗi một vị tu sĩ cao huyền trong danh sách, và ít nhiều cũng có nghe được một số lời đồn liên quan. Một chuyện cũ truyền kỳ như Đông Liên Ngọc tự nhiên càng dễ dàng được mọi người lan truyền, tin đồn mà tiểu sư thúc nghe được còn chi tiết hơn nhiều so với ghi chép. Dù sao cũng chính là ra mặt dày theo đuổi địa mẫu, không chỉ bị địa mẫu đánh bị thương, về sau còn nghe nói bởi vì một chuyện nam nữ gì đó mà khiến cho địa mẫu tức giận. Bị địa mẫu nhục nhã nặng nề một phen, sau đó trốn về Liên Sơn Bảo, xấu hổ không dám người, nghe nói bởi vì vậy mà cuối cùng chết trong trầm cảm. Có một số lời đồn đại, tiểu sư thúc cũng không biết là thật hay giả. Nghe nói lúc đó Đông Liên Ngọc đã bị người xử lý, dù sao với quan hệ giữa địa sư và địa mẫu có người không thấy không vui. Đông Liên Ngọc, Đông Liên Ngọc, Đông Liên Ngọc, ánh mắt rời khỏi bản ghi chép, tiểu sư thúc ngẩng đầu lên lẩm bẩm một lúc lâu, rồi mới tự hỏi một câu, chẳng lẽ là hắn sao? Xét theo dòng thời gian để suy đoán, người này là phù hợp nhất. Tại căn tiểu viện riêng biệt trong Bàng Thị Thương Hội, thanh y phụ nhân ra biển trở về, đi thẳng đến thư phòng sáng rực ánh đèn. Bàng Vô Tranh nhắm mắt ngồi trầm tư sau bàn mở mắt ra, nhìn thấy bà ta đẩy cửa đi vào, lập tức hỏi tình hình bên đó thế nào. Thanh y phụ nhân đóng cửa lại, đi tới trước bàn nói, không có gì,
Tình hình vẫn như cũ, dưới đáy biển không có điều gì khác thường, đã gia tăng nhân thủ theo dõi, có biến sẽ lập tức báo cáo. Bàng Vô Tranh vừa mới gật đầu, bà ta đã truy hỏi, nghe nói ngươi đã gửi thiệp mời đến Thám Hoa Lang và Tiểu Cầu Nhi, ngày mai sẽ mở tiệc chiêu đãi bọn hắn tại Chi Hải Các. Bàng Vô Tranh ừ một tiếng, đang định nói cho ngươi biết về việc này. Bọn hắn đã đồng ý dự tiệc, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng ngày mai gặp mặt Lâm Long. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1339, Thì Thầm, 2. Thanh y phụ nhân có vẻ hơi lo lắng, nói, vì sao ngươi lại tổ chức tại Chi Hải Các? Bên đó có quá nhiều người theo dõi, hơn nữa bọn họ cũng không phải là người bình thường. Gặp mặt Tiểu Cầu Nhi ngay phía dưới mí mắt của bọn họ, ta làm sao có thể không để bị bọn họ phát hiện? Mà ta có bị phát hiện cũng không sao, không thể bởi vì sự cầu thả của chúng ta mà liên lụy đến Tiểu Cầu Nhi. Bàng Vô Tranh đưa tay đẩy một đống bản vẽ đặt trên bàn về phía bà ta, thanh y phụ nhân nhìn thoáng qua một chút, liền nhận ra được đây là bản vẽ bố cục bên trong Chi Hải Các. Bà ta không khỏi hỏi, ngươi có ý gì? Ta muốn nói cho ngươi biết, việc lựa chọn đãi tiệc tại Chi Hải Các là quyết định của ta sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng ta không đưa ra quyết định tổ chức tiệc ở đâu trong Chi Hải Các. Ta lấy cớ không biết khẩu vị và sở thích hoàn cảnh của Lâm Long để nhờ Tương Hải Hoa chuẩn bị. Ta nói Lâm Long đã đồng ý dự tiệc, Tương Hải Hoa cũng vui vẻ đồng ý theo. Nếu không đặt ở Chi Hải Các mà chọn một nơi quá xa, không đủ thuận lợi, đám người Lâm Long chưa chắc đã đồng ý tới dự tiệc, dù sao bọn hắn cũng không có giao tình gì với chúng ta. Tại thời điểm sợ bóng sợ gió này, nếu như không thuận lợi, Tương Hải Hoa cũng chưa chắc đã đồng ý dự tiệc. Nữ nhân này luôn có chút ý kiến với ta, Lâm Long không đến, ta có khả năng không thể mời được cô ta. Nếu Tương Hải Hoa không dự tiệc, nếu thế lực của Tương Thị không tham gia, ta thực sự không dám trực tiếp gặp mặt riêng với Lâm Long, phải tránh bị nghi ngờ và không có cách nào tránh khỏi. Bị nghi ngờ tốt hơn là có sự làm chứng của cha con Tương Thị. Để cho Tương Hải Hoa xử lý, an toàn sẽ được ưu tiên hàng đầu. Địa điểm tổ chức tiệc tất nhiên là nơi được phòng thủ kín không kẽ hở. Mặt khác, cũng chỉ có ở ngay tại phía dưới mí mắt của cha con Tương Thị, chúng ta mới có thể thoát khỏi hiểm nghi. Đây cũng là đang lợi dụng bọn họ để ngăn chặn các thế lực khác chú ý tới việc các ngươi liên lạc với nhau. Thanh y phụ nhân, đừng nói tới thế lực khác, ta chỉ hỏi ngươi, ở tại phía dưới mí mắt của Tương Thị, ta làm sao để gặp mặt? Ánh mắt bà ta rơi vào trên mấy bản vẽ, chẳng lẽ ngươi đã chuẩn bị xong thủ đoạn tại nơi tổ chức tiệc rồi sao? Bàng Vô Tranh lắc đầu, thủ đoạn gì chứ? Hiện tại ta thậm chí còn chưa biết Tương Hải Hoa sẽ tổ chức tiệc ở đâu. Nhưng ta đoán rằng, nếu thời tiết không có vấn đề gì, khả năng lớn nhất là cô ta sẽ bày tiệc tại tầng cao nhất, nơi có tầm nhìn, hoàn cảnh tốt nhất. Lâm Long vừa mới suýt chút nữa xảy ra chuyện, nếu bữa tiệc ngày mai lại có chuyện xảy ra, cha con Tương Thị sẽ không có cách nào giải thích với Lý Trừng Hổ. Nếu Tương Hải Hoa đã đồng ý đứng ra tổ chức tiệc, bên họ sẽ không đợi đến ngày mai mới bắt đầu chuẩn bị. Chắc hẳn bây giờ đã triển khai các biện pháp an ninh tại nơi mở tiệc, làm gì đến lượt chúng ta đến đó động tay động chân. Dưới ánh mắt khó hiểu của thanh y phụ nhân, lão ta lại lật lật bản vẽ trên bàn. Có một điều có thể khẳng định, Tương Hải Hoa sẽ không lựa chọn địa điểm tổ chức tiệc quá sơ sài. Nói chung bất kể cô ta lựa chọn nơi nào, có một điều chắc chắn là phải có chỗ vệ sinh cho phụ nữ, và không thể phái người một mực nhìn chằm chằm trong đó, đúng không? Tại khu vực vệ sinh, bọn họ sẽ chỉ kiểm tra trước, sau đó không cho người khác vào khu vực mở tiệc, phong tỏa tất cả các lối có khả năng ra vào, đồng thời cử người canh gác tại các điểm trọng yếu, cho nên về cơ bản cũng chỉ có người dự tiệc mới có thể vào nhà vệ sinh. Ngươi đương nhiên là có thể vào dự tiệc cùng ta, chỉ cần ngươi và Lâm Long đều ở đó, chuyện còn lại liền dễ xử lý. Thanh y phụ nhân dần dần hiểu được sắp xếp trong đó, tâm tình ổn định lại, rồi có chút kích động nói. Tình cảnh chạy trối chết hồi đó vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua, nhoáng cái đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới đều còn sống. Bàng Vô Tranh trầm giọng nhắc nhở, ngươi đừng có kích động, lần gặp mặt này ngươi tạm thời chưa thể tiết lộ thân phận hiện tại của mình cho Lâm Long. Thứ nhất, con người ai cũng sẽ có thay đổi, ngươi cần phải tìm hiểu xem thái độ hiện tại của nàng như thế nào, có còn nghe lời người vị đại cô là ngươi hay không. Thứ hai, lần này các ngươi gặp mặt nhất định không thể quá lâu, chỉ cần thấy điều kiện thích hợp, phải nói nàng phối hợp hành động với ngươi,
thống nhất địa điểm gặp mặt nói chuyện lần sau. Bị dội một chậu nước lạnh vào người, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, lại, thanh y phụ nhân vẫn gật đầu, thừa nhận lời đối phương nói có lý, con người quả thực đều có khả năng thay đổi. Thấy đã thuyết phục được bà ta, Bàng Vô Tranh tựa người vào lưng ghế, thở phào nhẹ nhõm, phần đầu của kế hoạch xem như đã hoàn thành. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai lão ta đột nhiên vang lên một tiếng thì thầm, Đông Liên Ngọc. Nghe tiếng gọi này, thân thể lão ta đột nhiên căng thẳng, vội vàng phóng thích pháp lực tỏa rộng ra ngoài để kiểm tra, tiếp theo đảo mắt nhìn xung quanh. Thư phòng chỉ rộng có chừng đó, không có người nào khác, ngay sau đó thân thể lão ta lóe lên rời khỏi chỗ ngồi, khẩn trương mở cửa đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang mái hiên, khẩn trương kiểm tra hết một lần tất cả các ngóc ngách có thể có người ẩn nấp ở bên trong đình viện. Cuối cùng, lão ta phi thân lên mái nhà, phóng thích pháp lực bao trùm bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn khắp nơi, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng khả nghi nào. Thanh y phụ nhân đi ra ngoài sân, ngẩng đầu quan sát lão ta một lúc, sau đó cũng phi thân bay lên đứng ở bên cạnh lão ta, thấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Bàng Vô Tranh cắn răng, hai má phồng lên, không giấu được sự sợ hãi trong ánh mắt, cắn răng nói, người vừa nói chuyện không tầm thường. Thanh y phụ nhân nghi hoặc, người nào nói chuyện? Bàng Vô Tranh sửng sốt, quay đầu lại nhìn bà ta, do dự một lúc mới hỏi, là giọng thì thầm vừa rồi. Thanh y phụ nhân vẫn còn nghi hoặc không hiểu, vừa rồi chỉ có ngươi và ta nói chuyện với nhau, làm gì có giọng nói nào khác? Ngươi không có nghe được sao? Không có ai khác nói gì à? Nếu có tiếng nói, ta làm sao có thể không nghe thấy? Có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá hay không? Bàng Vô Tranh lập tức sửng sốt, giọng nói vừa rồi rõ ràng như vậy, với tu vi của A Ngọc, làm sao có thể không nghe được? Lão ta không khỏi hỏi lại, ngươi thật sự không nghe thấy sao? Ta nói dối với ngươi làm gì? Ngươi nghe được gì vậy? Không có gì. Bàng Vô Tranh cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thật sự có thể là vì mình suy nghĩ nhiều mà sinh ra ảo giác. Bên trong căn phòng treo những giải lụa buông rũ lơ lửng, tiểu sư thúc ngồi ở trước bàn chậm rãi mở mắt ra. Y cầm sấp ghi chép trên tay, nhìn chằm chằm một cái tên trên đó, mỉm cười, lại thực sự là lão già này. Vừa rồi y chính là người thì thầm với Bàng Vô Tranh, chiêu này y học từ thanh y phụ nhân, người ta thăm dò trùng nhi như vậy, hắn làm sư phụ cũng không khách khí, đáp lễ tại Bàng Vô Tranh. Về việc dò thám được kế hoạch của bọn họ nhằm vào trùng nhi, y không có ý định ngăn cản, cũng không có dự định nói cho trùng nhi biết. Có một số việc coi như là thử thách y dành cho trùng nhi, và đó cũng là truyền thống của Linh Lung Quan. Chương 1340, gặp lại, 1. Ngày hôm sau, Tương Hải Hoa phái người đến thông báo cho đám người Dữ Khánh biết địa điểm mời tiệc. Nhóm người Dữ Khánh không có kéo hết đi dự tiệc, để Mục Ngạo Thiết ở lại phụ trách trông nhà, bởi vì bọn hắn đã quyết định ngày mai ra biển, một số đồ vật trong phòng không thể bị mất. Mấy người còn đang trên đường đi thì có người bám dai như đỉa đuổi theo, Long Hành Vân dẫn theo Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân công khai đi theo ở phía sau. Trước đây vốn thích mặc đồ trắng, bây giờ Long Thiếu lại chuyển sang mặc đồ đen. Dữ Khánh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm thăm hỏi tổ tông nhà gã, hắn chỉ có thể coi như không nhìn thấy, để cho phía bên Tương Hải Hoa tự xử lý. Địa điểm tổ chức tiệc nằm ở tầng cao nhất, Bàng Vô Tranh là chủ tiệc nên đã đến từ sớm, mang theo thanh y phụ nhân đứng tại lối vào đón khách. Tương Hải Hoa cũng có mặt, coi như đã cho khách hứa đầy đủ thể diện. Bàng Vô Tranh cũng rất nhiệt tình đón tiếp khách. Tuy nhiên, việc nhóm người Long Hành Vân đến có phần quá đột ngột, không có gì bất ngờ, khi bọn họ định đi vào thì bị Tương Hải Hoa trực tiếp chặn lại. Long các chủ, thật xin lỗi, hôm nay nơi này đã được bao hết, không mở cửa tiếp đãi người ngoài. Nhóm người Dữ Khánh đã đi vào trong, nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Long Hành Vân nhìn sang Bàng Vô Tranh, bình thản nói, Bàng tiền bối, theo như lời ta nghe được vừa rồi, ông là chủ bữa tiệc hôm nay phải không? Ách, Bàng Vô Tranh sắc mặt cứng ngắc, sau đó miễn cưỡng cười nói, không sai, tại hạ chính là chủ tiệc. Long Hành Vân, ta không mời tự đến, không có quấy rầy chứ. Bàng Vô Tranh lập tức bối rối, có phần không biết phải trả lời như thế nào, lão ta lén nhìn sắc mặt Tương Hải Hoa. Việc này liên quan đến sự an toàn của Lâm Long, hơn nữa hành vi của Long Hành Vân có vẻ kỳ quái, lần này Tương Hải Hoa không cho thể diện gì, quyết đoán từ chối, ngươi hỏi ông ta chỉ vô ích. Long các chủ, ở đây ta mới là người quyết định. Trên thực tế,
Bối cảnh của đối phương lấy ra hù dọa người khác còn được, đối với cô ta mà nói, có chú hư vô, cô ta cũng có bối cảnh. Huống chi, Xích Lan Các không có qua lại gì với bên này, đối với cô ta mà nói, mặt mũi vị này còn không lớn bằng Thanh Nha. Long Hành Vân bình tĩnh hỏi, bàng tiền bối, ta chỉ hỏi ông, bữa cơm hôm nay, ông có mời ta hay không? Việc này, bàng Vô Tranh rõ ràng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, biểu hiện mặt ngoài, bàng thị thương hội của lão ta là không thể đắc tội Long Hành Vân. Cuối cùng lão ta chỉ có thể khuyên Tương Hải Hoa, Tương các chủ, người tới là khách, người tới đều là khách, ngươi xem có thể hay không. Thấy lão ta khó xử như thế, Tương Hải Hoa mím môi rồi cũng không khiến sự việc căng quá mức, cuối cùng nhượng bộ. Nếu Long các chủ cứ muốn vào thì chỉ có thể một mình ngươi đi vào, những người khác thì miễn đi, nếu không mời về hết. Nếu là Long Hành Vân trước đây, gã đã sớm kêu gào phản đối, hiện tại thì không có phản ứng gì, gã quay lại gật đầu ra hiệu với Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân, sau đó đi vào một mình. Một đám người tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, nào ngờ lại có một giọng nói chói tai truyền đến, ôi này, có tiệc gì linh đình thì tính cho ta một suất. Mọi người không cần nhìn cũng có thể đoán được người tới là ai, âm thanh guốc gỗ lóc cóc như vậy là sẽ không có người thứ hai. Thanh Nha vừa bóc đậu phộng ăn vừa lắc lư đi tới. Đối với người này, Tương Hải Hoa đúng là phải cho chút mặt mũi, bàng thị thương hội cũng không tiện đắc tội địa đầu xà ảo vọng này. Vì vậy lại nhiều thêm một người dự tiệc, về phần hai gã tùy tùng của Thanh Nha, tất nhiên cũng bị chặn lại bên ngoài. Dữ Khánh coi như đã phục người này, hắn biết người này chạy tới đây dự tiệc là chuyện vô nghĩa, y hoàn toàn không có hứng thú với đồ ăn thức uống. Có đậu phộng ăn là đủ rồi, mục đích chẳng qua cũng giống như Long Hành Vân, đều đến đây để theo dõi hắn. Mà Thanh Nha vừa nhìn thấy Long Hành Vân cũng có mặt ở đây, thái độ không coi ai ra gì lập tức giảm đi không ít, khẽ gật đầu chào hỏi. Địa điểm tổ chức tiệc là tại sân thượng trên tòa nhà cao nhất trong Chi Hải Các, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển xanh mây trắng. Số người dự tiệc bất ngờ nhiều lên, chỗ ngồi phải nhanh chóng được điều chỉnh. Khi mọi người lần lượt ngồi xuống, Bàng Vô Tranh đang ở ghế chủ tiệc thừa dịp không có ai chú ý liền chạm vào bát đũa ở trước mặt. Rồi khi mời mọi người ngồi xuống thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng rời vị trí, đến trước mặt Lâm Long ân cần bắt chuyện, Lâm Thiếu, ngài phải ngồi ở vị trí chính này mới phải. Không không không, Trùng Nhi nhanh chóng xua tay từ chối. Lâm Thiếu, nếu như ngài không ngồi ở vị trí này, ở đây không còn ai có tư cách ngồi vào đó. Bàng Vô Tranh vừa nói vừa nhìn Tương Hải Hoa, Tương các chủ, ngài nói có đúng không? Tương Hải Hoa khó chịu với lão già nịnh bợ này, hành vi nịnh bợ quá lộ liễu, nhưng cũng không tiện phủ nhận, mỉm cười gật đầu, thể hiện tán đồng. Hay nha, mọi người đều đã nhận ra được, hóa ra bữa tiệc hôm nay chính là để chiêu đãi vị Lâm Thiếu này, còn những người khác chỉ để làm nền. Dữ Khánh cũng có phần không nói nên lời, lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng chủ yếu là để mời hắn, bởi vì gần đây, những người cố ý tiếp xúc với hắn đều là nhằm vào tiên phủ, lúc này mới nhận ra rằng mình đã suy nghĩ nhiều, thì ra hôm nay mình đã trở thành người làm nền cho Trùng Nhi. Nhìn thấy Bàng Vô Tranh quá nhiệt tình, có vẻ không bợ đỡ được thể không bỏ qua, còn có nhiều người đang chờ đợi, Dữ Khánh không nhịn được nữa. Đành phải gật đầu đáp lại ánh mắt xin giúp đỡ ánh của Trùng Nhi, ra hiệu cho nàng đồng ý. Vì vậy, Trùng Nhi cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận, cố gắng ngồi vào vị trí chính của bàn tiệc. Thanh y phụ nhân đứng ở bên cạnh cửa vào lặng lẽ nhìn cảnh này. Đồ ăn và thức uống đều đã sẵn sàng, mọi người nâng chén mời nhau. Sau đó, mọi người gần như trở thành khán giả ngồi xem kịch, nhìn Bàng Vô Tranh ra sức nịnh nọt Trùng Nhi, cái gì mà anh tuấn tiêu sái, trẻ tuổi ưu tú vân vân, hết lời này đến lời khác mãi không dứt. Thôi được, cũng đã tới đây rồi, mọi người làm như không nghe thấy những lời nói buồn nôn đó, coi như là tới đây hưởng thụ mỹ vị món ngon. Không thể không nói, Tương Hải Hoa đã rất đầu tư công sức và vốn liếng vào bữa tiệc này, rất đáng giá nếm thử. Đang nhai ngon lành, Nam Trúc bị Bàng Vô Tranh làm cho buồn cười, gã phát hiện có người nói nhảm còn nhiều hơn cả mình. Cầm đôi đũa mấy lần, Trùng Nhi cảm thấy đôi đũa trên tay mình có vẻ không thích hợp, hình như không ngừng rơi bột phấn. Sau một lúc chú ý quan sát, nàng phát hiện thấy trên một chiếc đũa tựa hồ có chữ viết, nhìn kỹ lại, quả nhiên trên đó có khắc một hàng chữ, Tiểu Cầu Nhi, nhà vệ sinh. Khi đã nhận rõ chữ viết, lòng Trùng Nhi như có sét đánh, nhanh chóng đè chiếc đũa xuống, ngón cái xoay chuyển chiếc đũa. Lật cạnh có chữ viết xuống, che đi chữ viết, nàng giả vờ gắp thức ăn để che giấu sự kinh ngạc tột độ ở trong lòng.
vốn một mực âm thầm lưu ý đến nhất cử nhất động của nàng, khóe miệng Bàng Vô Tranh hơi nhếch lên, khẽ gật đầu ra hiệu cho thanh y phụ nhân đứng tại cửa vào đang nhìn chằm chằm nơi này. Sau đó nâng ly rượu lên nói với Long Hành Vân, Long thiếu trẻ tuổi tài năng, bây giờ chấp trưởng Xích Lan Các, thật đáng mừng, Bàng mỗ kính ngài một chén. Nghe được lời này, Long Hành Vân dường như xúc động vì điều gì đó, ngón tay đùa nghịch ly rượu trước mặt, khẽ thở dài u sầu, nói, yêu thể đa số trường thọ, nhưng lại không ngần ngại thoát bỏ số mệnh, lựa chọn hao tổn tuổi thọ để hóa thành hình người, cầu đi vào nhân đạo. Chúng ta bị giới hạn bởi nhân đạo, mà thế nhân lại cầu trường sinh, các ngươi nói xem, yêu tu chúng ta có phải đã bỏ gốc lấy ngọn rồi hay không? Mọi người sửng sốt, không biết vì sao gã lại đột nhiên toát ra lời này, khiến Bàng Vô Tranh nâng ly mời rượu phải bối rối. Các bạn vừa nghe xong tập 134 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.